Xin chào các bạn, lại là mình và lại là một sản phẩm cực kỳ quen thuộc, cực kỳ hot trong mỗi ngày lễ hội như Noel, Tết và những ngày lễ sắp tới, vì nó có khả năng trang trí và đem lại hiệu ánh sáng nháy theo nhạc vô cùng tuyệt vời, đẹp mắt và độc đáo. Và trên tay mình đây chính là bộ nháy theo nhạc một cột 48 đít full, từng làm mưa làm gió ở mùa Tết năm ngoái. Và theo mình, năm nay bộ combo sản phẩm này sẽ hot quay trở lại vào những ngày cuối năm như này. Mình cũng nhận được khá nhiều phản hồi của các bạn. Có cách nào làm cho đèn led của nó sáng liên tục được không khi không cần có âm thanh? Vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mở nhạc để nó sáng được. Mở nhiều quá thì điếc tai lắm. Chính vì vậy video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách độ thêm chức năng tự động sáng chạy hiệu ứng cầu vồng cực kỳ đẹp. Khi mà các bạn không mở nhạc thì chiếc đèn này nó sẽ là chiếc đèn phát ánh sáng cầu vồng, trang trí rất đẹp và tuyệt vời. Và làm như thế nào thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng tiến vào video thôi nào. Vào 11 tháng 11 này, ưu đãi siêu hot dành cho các bạn khi mua bộ nháy theo nhạc một cột 48 đét 2 cột với mức giá 589.000 đồng. Bộ nháy theo nhạc một cột 48 đét full giá chỉ còn 359.000 đồng và hộp alu nét nháy theo nhạc 48 led giá chỉ còn 89.000 đồng. Các bạn nhanh tay vào ngay Shopee của Bán Linh Kiện để nhận được nhiều ưu đãi hơn vào 11 tháng 11 này nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ xem lại bộ sản phẩm này bao gồm những gì mà mình lại bảo nó hot như vậy. Hiện tại ở đây, mình đã có một bộ nháy theo nhạc một cột 48 led full đầy đủ. Trong bộ combo này, bạn sẽ có một cục nguồn 5V 2A để cấp nguồn cho mạch điều khiển và led, một mạch điều khiển led với 6 hiệu ứng nháy theo nhạc cực kỳ nhạy và chính xác. Cùng với đó là 6 mức điều khiển ánh sáng cực kỳ hữu dụng khi các bạn muốn ánh sáng theo ý mình. Một rắc DC để các bạn dễ dàng cấp nguồn sử dụng từ cục nguồn 5V 2A và một cụm 50 giây bóng led full color 1903. Đây là loại bóng led có giá thành rẻ mà mang lại hiệu năng cũng như độ bền rất là tốt. Mỗi bóng led đều có một chip led điều khiển riêng biệt và đặc biệt nó sẽ được đổ keo kín mít giúp cho chống nước một cách vô cùng hoàn hảo. Cùng với đó, dây nối của những bóng led này cũng rất to và đảm bảo độ bền qua nhiều năm tháng cho các bạn sử dụng. Để sắp hết 50 bóng led này thành một cột thì chúng ta cần có một hộp alu như đang trên tay mình đây. Khi lắp ráp thì bên mình đã có một video hướng dẫn chi tiết các cách để gắn led, ghép chúng lại với nhau thành một hộp rồi. Ở đây mình đã có sẵn một cột led đã được ráp từ năm ngoái mà mình dùng đến giờ vẫn rất tốt, chưa có lỗi lầm gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu độ thêm hiệu ứng ánh sáng liên tục cho chiếc mạch điều khiển này nhé. Các bạn chỉ cần tháo phần nắp hộp của bộ mạch này ra thì các bạn sẽ thấy phần mạch của nó rất gọn gàng và rất nhỏ, chỉ bằng 2 ngón tay của mình mà thôi. Ở đây mình đã hàn luôn dây nguồn vào trong mạch để tiện cho việc cấp nguồn. Để chế thì chúng ta còn có một công tắc gạt để bật tắt hiệu ứng chúng ta thêm vào, 2 dây điện nhỏ để đấu nối. Đầu tiên mình sẽ đục một lỗ để vừa với chiếc công tắc nhỏ này. Vậy là mình đã đục xong rồi. Mình khoan hơi quá tay nên không được khít cho lắm, anh em thông cảm nhé. Bây giờ đến công đoạn đấu nối. Các bạn hàn 2 dây vào công tắc như mình. Sau đó trên mạch chúng ta cần xác định được chân thứ nhất của chân IC điều khiển và chân dương nguồn của mạch điều khiển mình đang chỉ ở đây. Phần còn lại là đấu nối thôi. Các bạn hàn cẩn thận, tránh để chúng chập các chân linh kiện lại với nhau. Vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ cần đóng hộp lại và cấp nguồn thôi. Một pha độ cực kỳ đơn giản phải không nào? Các bạn sẽ thấy hiện tại là các chế độ mặc định của led. Gạt công tắc thì chúng ta sẽ thấy hiệu ứng chúng ta vừa chế được. Tất cả các led sẽ sáng lên và liên tục đổi màu 7 sắc cầu vồng rất là đẹp. Với hiệu ứng này, chúng ta có thể trang trí bàn, để sau màn hình máy tính giả lập HyperLED hoặc bất cứ chỗ nào các bạn làm đẹp bằng led RGB. Ở chế độ này, chúng ta chỉ thay đổi được độ sáng của led mà thôi, còn nút hiệu ứng sẽ không có tác dụng. Để về chế độ nháy theo nhạc mặc định thì chúng ta chỉ cần gạt lại nút công tắc chúng ta độ lúc nãy. Bây giờ thì chúng ta cùng xem lại tất cả các hiệu ứng của bộ LED nháy theo nhạc một cột 48 LED full này nhé. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Vậy là vừa rồi, mình đã vừa hướng dẫn các bạn chế thêm một hiệu ứng 7 sắc cầu vồng vô cùng đẹp cho bộ LED nháy theo nhạc một cột 48 LED full. Bộ sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho anh em chơi Noel, chơi Tết, trang trí cây đào, cây quất, trang trí cây thông Noel, giả lập HyperLED cho màn hình và rất nhiều các ứng dụng khác nữa với độ bền rất cao, không giống như các loại LED trang trí rẻ trên thị trường. Các bạn thấy video này như thế nào? Có bạn nào nghiên cứu được những hiệu ứng ánh sáng cho bộ LED này thì hãy để lại bình luận xuống bên dưới để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Để mua hàng trực tiếp tại miền Bắc, Bán Linh Kiện hiện có 3 cơ sở. Cơ sở 1, số 84 Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 86, ngõ 132 Nguyên Xá, Từ Liêm, Hà Nội. Cơ sở 3, số 25 Đặng Thị Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở miền Nam, các bạn đến với Bán Linh Kiện cơ sở 4, số 71 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy gia công mạch điện tử SMT Minh Hà, địa chỉ khu công nghiệp Phú Hưng, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Mọi thông tin liên hệ vui lòng gọi tới hotline 1900 0344 để được hỗ trợ tư vấn mua hàng.